mừng các bạn quay trở lại với kênh Hành Trình Đại Dương nha, nơi chia sẻ các video trải nghiệm và khám phá những cái điều thú vị về sinh vật dưới biển. Hôm nay mấy anh em mình sẽ đi câu để kiếm một ít cá về ăn và làm khô để mang đi biển nha các bạn. Giờ mình sẽ ra ngoài chỗ bờ kè Bãi Lăng. Bờ kè Bãi Lăng là một cái địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo Phú Quý đó các bạn. Nếu như mà bạn nào mà có đi ra đây tham quan á thì chắc là sẽ biết địa điểm này. Đây là mồi để câu cá nè. Hôm nay á mình đi chỉ có ba anh em thôi. Đây là anh gái nha. Còn đây là anh Tửng nha. Đây là các cái ống câu mà mình dùng để câu cá. Trời hôm nay thì rất là trong, biển thì rất là đẹp luôn đó các bạn. Tàu thuyền đánh cá thì đang đậu rất là nhiều. Giờ thì đến nơi rồi nha. Tốt bạn, sóc mồi đây, sóc mồi có kinh nghiệm sóc mồi kết, em đang bị sóc nha các bạn. Đó. Có lại. Tốt bạn. Anh bắt đầu thả câu rồi đó các bạn. Nước ở đây thì sâu khoảng tầm từ 25 đến 30 mét nha. Anh gái đã bắt đầu kéo rồi. Hai con luôn. Wow, hai con luôn các bạn ơi. Một con cá mối và một con cá đỏng nha. Thân hình cá mối cũng khá đẹp đúng không các bạn? Cá mối thì sống rải rác ở khắp các cái vùng biển trên cả ba miền luôn, nhưng mà nhiều nhất là ở biển miền Trung, nhất là ở tỉnh Bình Thuận đó các bạn. Cá mối thì mình có thể làm các cái món như là kho tiêu, kho sả ớt, làm chả hoặc là nấu canh chua là phổ biến nhất ở các tỉnh ven biển. Anh Tửng cũng bắt đầu quay rồi kìa. Để xem cái gì nha. Cá đỏng luôn nha các bạn ơi. Ở đây có vẻ cá đỏng nhiều nha. Có lại hai con á. Anh gái cũng bắt đầu quay tiếp rồi. Hai con á. Hai con rồi con. Ơi kiếm quái. Nhớ. Cũng một con cá mối nhưng mà con này là khá to nha các bạn. Cá mối là loại cá nhỏ nên được 3 tới 5 lạng là to nhất rồi đó các bạn. Đi nữa xong luôn, đi nữa. Cá có vẻ bắt đầu là ăn liên tục rồi đó. Anh Tửng kéo được 2 con cá mối luôn. À không, một con cá mối và một con cá đỏng. Anh Tửng đã kéo tiếp một con cá mối to rồi nè. Anh Tửng cũng kéo liên tục. Cá đỏng luôn nha các bạn ơi. Cá đỏng là một cái loại cá được biết đến với cái giá trị kinh tế cao. Ở các ngư dân miền biển thì cá đỏng thường được làm hai món, đó là chiên giòn và nấu canh chua. Em phải sao mà nói chuyện đặng. Mấy lạy luôn. Gì trời ơi, nghe bài kia mà đặng 2 giờ. Mấy tối vậy. Ở đây có vẻ cá đỏng nhiều nha. Cá đỏng có thịt trắng nõn, thơm, ngọt và rất là ngon. Dùng để nấu ngót hoặc là nướng hoặc là chiên cũng rất là ngon đó các bạn. Quay hai con đây, hai con đi giờ luôn. Quay thấy hai con mì luôn đó, nó bắt đầu xuất hiện rồi kìa các bạn, thấy không? Gió bắt tới rồi mình xí câu. Hey, hai con đi. Luôn gió bắt tới rồi mình xí câu cá thôi. Hay quá chị Quy ơi.
nãy giờ mình đã câu được bao nhiêu đây rồi nè, cũng khá nhiều đó các bạn. Đây là con cá thèn, nhìn nó có hai cái râu giống như là cá chép vậy đó các bạn. Nhìn màu sắc của nó cũng rất là đẹp nữa. Cá thèn thì sinh sống chủ yếu ở các cái vùng có khí hậu nhiệt đới. Cá thèn được đánh giá có giá trị dinh dưỡng cao, không những vậy mà nó còn rất là tốt cho sức khỏe cho người sử dụng. Cá này mà kho tiêu hay là làm khô ăn thì rất là ngon. Anh Tuấn câu được con cá hồng chè nữa kìa các bạn. Cá này thì anh em thường đem về để mà nuôi cảnh, vì cá này màu sắc rất là đẹp. Cái hồng mè à, các bạn thấy không, hồng cam rất là đẹp luôn. Một số nơi bán cá cảnh biển á, thì cũng khá là ưa chuộng cái loại cá này đó các bạn. Anh gáy câu được ít cho nên là phải đi cắt mồi cho anh Tấn câu rồi này các bạn. Cố lại. Anh Tấn có vẻ kéo liên tục nha. Thêm hai con cá mối nữa. Hai em luôn. À không, một con cá mối và một con cá đổng. Có lại giờ đó bụng rồi đó. Giờ 12 giờ 10 rồi. Anh gái đang chuẩn bị cho buổi trưa. Đang toàn chuẩn bị nấu ké cho bạn. Bạn không ai. Ok. Cá mà mình mới vừa bắt dưới biển lên, chỉ cần nấu sơ một ít gia vị là ngon lắm rồi các bạn. Đây, rất là tươi luôn. Kéo đó mày. Sáng giờ anh em câu chắc được cỡ 3 ký. Giờ đang nấu ăn xong câu tới chiều à. Ơi, hành nhắc cụ quá đi. Rồi vậy anh cho nó nguyên chắc. Ơi, là hơn xanh tươi luôn á. Ơi, là hơn héo luôn. Mới đi con một thêm. Cá tươi mới vừa mang cái biển lên thì chỉ cần nấu sơ như vậy thì rất là ngọt rồi các bạn. Rất là ngon. Nhưng mời các bạn cùng dùng buổi trưa chung với luôn nha. Mời các bạn. Quá đó bụng quá đi. Đây là thành quả buổi sáng nha. Bây giờ anh em mình ăn trưa xong rồi, đi câu tiếp đây. Anh gái nạp năng lượng xong rồi, có vẻ hứng khởi. Mở đầu bằng hai con cá đổng luôn. Mình chở anh Tửng thì có vẻ im ắng hơn nha. Rồi, cá đã cắn câu. Ở khu vực này có vẻ cá đổng với lại cá mối khá nhiều á. Thank you.
dài quá rồi, cô anh còn hỏng mấy anh còn mép. Anh gái dính một lượt ba con luôn kìa các bạn. Anh còn mép đâu mày, chạy còn mép này, còn không mép mày. Lượt hai. Cầu ghế dài quá đi. Anh em nào có yêu cầu lên theo chèn chiều đi câu nha. Có bò nào bò chèn chiều này. Kìa các bạn, cá mó là một cái loại cá biển mà có cái tên rất là độc đáo. Nó không chỉ độc đáo về cái tên mà hương vị của loài cá này cũng vô cùng đặc sắc. Cá mó thì có rất là nhiều loại và cũng khá là nhiều màu sắc đó các bạn. Tùy theo mỗi vùng mà cá mó có nhiều tên gọi khác nhau, như là cá lưỡi mèo hoặc là cá vẹt. Cá mó có thể chế biến được nhiều món ăn độc đáo và ngon miệng như là lẩu cá mó nè, cá mó chiên giòn, chiên sả ớt, nấu canh chua, kho tiêu hay là sốt cay đều rất là hấp dẫn đó các bạn. Cá mó ăn ngon nhất là cái phần đầu, bởi vì nó mang lại nhiều cái cảm giác khác nhau, như là béo béo như có mỡ nè, rồi giòn như sụn nè, và cũng có cái phần dai như gân nữa. Hoa phóng cố luôn, mấy cố luôn, nặng quá. Không, cái gì vậy không? Hai con. Cái hai con này mấy to. Mẹ có đó được không mày yêu chi? Không, mẹ nào? Mẹ hả? Nhức nát. Nhức nát. Nhức nát, nhức nát, nhức nát. Ốp bạc. Ngay lỗ cho anh em ơi. Ra cái gì chứ cơm quả to thấy không? Thấy quả to chứ lại có lại liền. Chiều rồi, giờ ba anh em mình sẽ đi về lại đảo nha. Có lúc ra, có kìa thì bắt đầu mua.
cái tấm khô mình làm cái để mà mang theo trong những cái chuyến đi biển sắp tới á. Như đây thì khoảng tầm 30 kg đó các bạn. Hành lý tôi à. Cái buổi đi câu của ba anh em mình sẽ kết thúc hành trình ở đây. Mỗi hành trình của nhóm mình luôn mong muốn là mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị và hấp dẫn khác nhau. Cho nên nếu như các bạn yêu quý kênh của mình á, thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Và bây giờ, tạm biệt các bạn.